Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Trước đây thì ở sau cái video review chiếc Harley Davidson Breakout của TikTok dài thì bọn mình cũng nhận được khá là nhiều những yêu cầu làm tiếp những video review những chiếc xe đến từ Harley Davidson. Và đặc biệt trong đấy thì có một cái comment mình khá để ý, các bạn nói rằng là hãy giới thiệu về một cái mẫu xe của Harley mà nó dễ tiếp cận. Thực ra cái này nó hơi khó ấy các bạn, bởi vì là với mức giá chung của Harley Davidson thì mình không thấy là nó dễ tiếp cận ở chỗ nào cả. Tuy nhiên nếu như các bạn nói rằng dễ tiếp cận ở đây là một chiếc xe để bắt đầu tập chơi, tập tham gia vào thế giới của Harley Davidson thì mình nghĩ rằng là chiếc xe bên cạnh mình đây là một lựa chọn không nên bỏ qua. Xin giới thiệu mọi người, đây là chiếc Harley Davidson 48, hay ở Việt Nam thì có một cái tên gọi nó dân dã hơn là Harley 48. Và chiếc xe này thì nó chạy như nào thì cùng Đường Hai Chiều tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Harley Davidson ở Hà Nội đã cho bọn mình mượn chiếc xe để có thể thực hiện video review này. Và mình cũng muốn xin nốt lại luôn với các bạn rằng là bài review này thì nó sẽ không phải giới thiệu lại chi tiết từng thứ những cái hay ho ở trên xe nữa, mà mình sẽ chỉ tập trung chia sẻ cái cảm nhận và cái trải nghiệm của mình sau khoảng hơn một ngày lái chiếc 48 này. Điểm cá nhân một chút nhá. Cá nhân mình thấy rằng là những cái thiết kế, gọi là phần lớn thiết kế những chiếc xe đến từ Harley Davidson, đối với mình nó có một cái gì đấy nó hơi già, nó hơi đứng tuổi một tí. Tuy nhiên chiếc Harley Davidson 48, chiếc 48 này đã thay đổi lại quan điểm của mình. Nó mang đúng một cái vẻ đẹp mà mình ưa thích, nó đơn giản nhưng mà nó hiệu quả. Thực tế với bản thân mình thì mình thấy rằng là chiếc 48 này là một chiếc xe khá là bắt mắt, mặc dù là về tổng thể thiết kế của nó không có nhiều thứ rườm rà. Chúng ta có thể nhìn vào nước sơn của chiếc xe này, nó rất đơn giản, nó không có nhiều chi tiết cầu kỳ, thế nhưng mà nhìn nó vẫn rất bắt mắt. Đặc biệt hơn nữa, chiếc 48 này mặc dù thiết kế đơn giản nhưng mà nó vẫn có những cái đường nét đặc trưng của những xe đến từ Mỹ, cơ bắp, hầm hố. Chúng ta có thể nhìn thấy là những cái đường nét cực kỳ đã mắt, cực kỳ hầm hố ở đây. Động cơ big twin này, và chúng ta có cả cái phần lọc gió được đặt vào phía bên ngoài, một cái rất là đặc trưng của xe Harley. Và có một cái điểm nữa làm cho mình cảm thấy ngại khi mà mình tiếp cận những chiếc xe của Harley Davidson, nó chính là nó quá to. Thế nhưng mà 48 thì lại không như thế. Chiếc xe 48 này thì về tổng thể là một chiếc xe thon gọn, và với người châu Á mình, khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể cảm thấy là có cái gì đó an toàn, chúng ta có thể kiểm soát được chiếc xe này. Có một cái điểm trong thiết kế của chiếc Harley Davidson 48 mình rất là thích, đó chính là cái bình xăng. Cái bình xăng này ở nước ngoài gọi là peanut tank, và Việt Nam thì mình tạm thời dịch ra là bình xăng hạt đậu hoặc là bình xăng củ lạc gì đó. Thực sự thì với mình thì cái thiết kế bình xăng nó khá là hay, và nó cũng là một cái đặc trưng trong dòng Sporter của Harley. Nó làm cho chiếc xe chúng ta có một cái điểm nhấn, nó có một cái điểm chi tiết nhỏ nhỏ thực sự rất là bắt mắt, làm cho tổng thể chiếc xe nó có cái gì đấy hay ho hơn, nó cá tính hơn. Về chất lượng hoàn thiện thì không cần phải bàn rồi, những chiếc xe đến từ Harley Davidson có chất lượng hoàn thiện cực kỳ ngon. Khi chúng ta nhìn vào những chi tiết của xe, ốc rồi những cái mối hàn đều làm rất chắc chắn, cảm nhận khi mà đập vào rồi, thực sự là chắc chắn luôn, cảm đem lại cảm giác cực kỳ an toàn, cảm giác cực kỳ tin tưởng. Bản thân chiếc xe này thì cũng có những công nghệ rất là hay ho, ví dụ như là Smart Key, chúng ta không cần phải cắm chìa khóa để khởi động xe, chỉ cần để ở trong người, đi gần vào là xe đã có thể khởi động lên được rồi. Và thậm chí rằng là nếu như chúng ta có quên chìa khóa đi chăng nữa, chúng ta hoàn toàn có thể nhập mã pin để có thể khởi động xe, không cần chìa khóa luôn, rất là hay và tiện lợi. Tuy nhiên có một cái tính năng nó lại cắt bỏ từ chiếc 48 đời trước mà lại không xuất hiện trên đời này, đó chính là cái còi báo động. Đến bây giờ thì với cái những chiếc xe 48 đời 2020, cụ thể là chiếc xe mình đang trải nghiệm ở đây, thì khi mà có một người nào đó lạ mặt ngồi lên xe của các bạn, lắc xe của các bạn, thì nó sẽ chỉ nháy đèn xi nhan hai bên thôi, chứ nó không có phát ra còi gọi là chống trộn, là làm cho người ta hoảng sợ, người ta bỏ đi như những chiếc xe đời trước đây. Khá là đáng tiếc, nếu như có chiếc xe này hoàn hảo hơn rất là nhiều. Mình nghĩ có một cái điểm gọi là dễ tiếp cận của chiếc 48 này với phần lớn các anh em Việt Nam, đó chính là về cái việc chúng ta có thể, rất nhiều thể trạng của người Việt Nam có thể điều khiển và kiểm soát chiếc xe này. Anh có thể thấy là mình đang ngồi và mình có thể chống hai chân khá thoải mái, và thậm chí còn cong ở đầu gối cơ. Cái điều này mình không hay làm được ở trên kênh này đấy. Lúc nào chống xe phải kiễng kiễng tí, chân ngắn mà. Nhưng mà với con này thì hoàn toàn khác, chúng ta hoàn toàn có thể chống cách rất dễ dàng. Mặc dù chiếc xe này thì có một cái khối lượng lên đến là hơn 250 cân sau khi đổ đầy đủ tất cả các thứ vào, tuy nhiên thì cái việc mà vần xe và sử dụng xe với mình nó cũng cảm thấy không quá khó khăn. Thực sự là như vậy, tuy nhiên thì vẫn cần thể lực một chút nha các bạn. Nếu như ai yếu quá thì cái việc mà vần chiếc xe này có thể là sẽ hơi gặp khó khăn một tí. Mình vẫn khuyến cáo là anh em nên có sức khỏe, nên kiểu tập gym, tập dũng một tí thì nó ngon hơn. Thế cả ngồi xe nó cũng đẹp hơn.
Và một điểm nữa mà mình cũng thấy thích thú ở trên chiếc Harley Davidson 48 này là cái dáng ngồi. Nó cho mình một cái dáng ngồi có thể nói là hơi láo, hơi phá cách và hơi cá tính một tí. Đây các bạn thể thấy rằng đây là cái dáng ngồi của mình khi mà ngồi trên chiếc Harley 48 này. Nó thực sự là cảm thấy bệ vệ, cảm thấy khệnh ấy. Thực sự chạy chiếc xe Harley, nói chung là chạy Harley nói chung là cảm thấy khệnh rồi, cảm thấy có gì là cá tính, cảm thấy mạnh mẽ rồi. Thì chiếc xe này cũng đem lại một cái trải nghiệm ngồi cũng như vậy. Chỉ có một cái là rất nhiều người phàn nàn là với cái dáng ngồi của chiếc 48 này thì nó sẽ hơi mỏi. Nhưng mà với bản thân mình thì mình chạy thì mình khoảng 30 phút thì mình cũng không thấy nó mỏi lắm. Hơi hơi mỏi vai một tẹo thôi. Có thể là do kiểu người mình ngắn, còn với những ai mà kiểu như đứa tóc dài hay là mấy anh Tây kiểu 1m8, 1m9 chẳng hạn, ngồi lên xe này thì có thể họ sẽ phải hơi khùng người một chút, có thể hơi mỏi lưng và mỏi vai hơn. Tuy nhiên thì với cá nhân mình, một người cao khoảng độ 1m70 quay đầu thì ngồi trên xe này cảm thấy là khá thoải mái. Đi đường dài thì không chắc đâu, nhưng mà chạy ở trong phố Hà Nội thì ngồi này là ok rồi. Ok, nói về câu chuyện là chạy chiếc 48 này như thế nào đi nào. Để tóm gọn lại trong một từ thì mình có thể nói rằng là nó sướng, thực sự chạy rất sướng. Khối động cơ mà chiếc 48 này đang sử dụng là khối động cơ có dung tích là khoảng 1200cc và nó là khối động cơ Evolution. Thì đây không phải là một động cơ mới nhất đến từ Harley mà nó là một động cơ được sản xuất từ năm 83 rồi và nó vẫn được sử dụng đến tận bây giờ. Tuy nhiên không phải là động cơ mới mà nó không sướng đâu các bạn, nó vẫn có những cái nét sướng riêng của nó. Khi mà chạy chiếc xe này thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận thấy rất là sướng là nó hoạt động êm. Đừng để cái con số 1200cc đánh lừa bạn, bạn sẽ nghĩ rằng nó sẽ rất là khỏe, nó rất là bốc, nó rất là khó kiểm soát. Nhưng thực sự chiếc xe này rất êm, rất dễ kiểm soát. Khi mà mình nói rằng là chiếc xe này là một chiếc xe dễ gọi tiếp cận, nhập môn cho những người mới chơi Harley, là mình cũng nói luôn là nó cũng dễ tiếp cận và dành cho cả những người mới chơi mô tô luôn. Có thể ngồi lên và làm quen chiếc xe này không phải quá đơn giản nhưng mà cũng không hề khó khăn một tí nào cả. Chắc là nó mất cần khoảng độ 10-15 phút gì đấy để làm quen với cái ga của xe nó đều tay thôi. Thực sự thì chiếc xe này lên rất êm và mượt. Thêm một điểm nữa về cảm giác chạy của chiếc 48 này là nó có một cái khối trọng lượng có thể tạm gọi là tương đối lớn. Và ngoài ra là trọng tâm xe cũng được đặt khá là thấp. Thế nên khi mà mình đi xe và trải nghiệm xe thì mình thấy có một cái cảm giác rất là chắc, rất là đầm. Thực sự là như vậy các bạn, cực kỳ ổn định khi mà chạy chiếc 48 này. Một cái con số mà có thể khiến chúng ta nghĩ rằng là việc vần chiếc xe, việc lái chiếc xe này rất là nặng, đó chính là cái trọng lượng của nó lên đến là hơn 250kg. Thế nhưng mà mình thấy rằng là nó không hề nặng nề đâu các bạn. Việc sử dụng xe, việc kiểm soát xe rất nhẹ nhàng, nó không đem lại một chút nặng nhọc nào cả. Chạy cực kỳ sướng, cực kỳ đã luôn. Và một trong những cái trải nghiệm mình có thể nói là thích nhất khi mà lái chiếc Harley Davidson 48 này, đó chính là cảm giác ôm cua, ôm rất ngọt và ôm cực kỳ ổn định. Chúng ta có một cặp bánh béo trước sau và cộng thêm nữa xe nặng, xe đầm và cực kỳ chắc chắn, đã khiến cho cái cảm giác ôm cua nó rất là ngọt. Thực tế là chiếc xe này hoàn toàn có thể ôm cua rất là sâu, nhưng mà chỉ khi chúng ta không ngại cái việc mà cạ hai phần để chân xuống dưới đất thôi. Nói chung lại là rất là đã các bạn, rất là sướng luôn. Mặc dù khối động cơ nghe rất là to, 1200cc, nhưng xe này thì không để đi nhanh đâu các bạn. Mà thực tế là nó thiên về cái chuyện là tọc sớm hơn. Chiếc xe này thì có thể đạt max cái moment xoắn khi mà ở cái vòng tua rất là sớm rồi, khoảng 3.500. Thế nên là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác phấn khích, khá là phấn khích ở cái giải tua đầu. Cộng thêm nữa thì chiếc xe này có một cái quãng số cũng khá là dài và nó cho phép việc điều khiển xe ở những số cao ở vòng tua thấp, đem lại một cái sự êm ái khi vận hành xe. Thực tế thì có rất nhiều người nói rằng là khi mà chạy Harley Davidson thì chúng ta sẽ có một cái độ rung, nhưng mà mình cảm thấy cái việc rung ở trên chiếc Harley 48 này nó khá là ít. Thực tế thì khi mà mình trải nghiệm thì mình chạy cũng bình thường thôi, mình chạy chủ yếu ở trong phố và mình chạy ở những cái số khoảng số 2, số 3, vòng tua thì là 2000 quay đầu. Thực sự xe đem lại một cảm giác khá là êm. Tuy nhiên khi mà mình kéo ở vòng tua cao hơn thì sự rung lắc từ động cơ bắt đầu xuất hiện ở phần chân và ở phần tay lái. Mặc dù xuất hiện nhưng mà mình cảm thấy không bị khó chịu với nó quá nhiều đâu. Mình cảm thấy là ok, nó rung thôi, nhưng mà cảm thấy rung có gì đó rất là hay. Nhân tiện nữa thì nói về Harley Davidson thì chúng ta phải nói về tiếng máy và tiếng pô. Thì ở đây mình muốn lưu ý cho các bạn là chiếc xe này là chiếc xe demo và nó đã được thay một cái phần pô độ, có lẽ là cũng là chính hãng đến từ Harley rồi. Tiếng nổ nó sẽ hơi khác một chút. Nhưng mà để nói về tiếng máy và tiếng pô thì đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái sự phấn khích khi mà trải nghiệm những chiếc xe đến từ Harley Davidson. Nói thật với các bạn là mình đã từng rất khó chịu và thực sự là ghét những chiếc xe đến từ Harley khi mà mình không phải là người lái, mình phải là người ngồi ngoài và nghe tiếng xe, rồi nghe tiếng động cơ, nghe tiếng máy của nó. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm và mình trực tiếp lái thì cái tiếng máy đấy không hề khó chịu một tiếng nào cả. Thực tế nó lại rất dễ chịu và nó là một cái phần tạo nên cái sự phấn khích, tạo thêm cái sự hứng thú khi mà chạy xe. Cảm giác chạy xe nó không bị chán đấy các bạn. Thế
đấy nó làm cho mình cảm thấy thích thú hơn, cảm thấy hứng thú hơn khi mà chạy chiếc 48 này cơ. Có thể là nó sẽ gây khó chịu cho người khác một tí, nhưng mà với mình thì âm thanh đấy là một âm thanh rất hay. Vậy thì chạy chiếc xe này có cái điểm trừ gì không? Với mình thì là có, đó chính là về vấn đề nhiệt độ. Sử dụng một cái khối động cơ lên đến 1200cc nhưng mà vẫn làm mát bằng gió. Thế nhưng mà mình cảm giác là cái việc tản nhiệt và của Harley Davidson với chiếc xe này có thể là nó chưa thực sự là hiệu quả. Mình nghĩ là đây là một cái điểm trừ ở trong cái khối động cơ V-twin 45 độ của chiếc 48 này. Đó là cái phần xi lanh đằng trước sẽ đón được nhiều gió hơn, dẫn đến cái việc là tản nhiệt của xi lanh sau sẽ hơi bị kém đi một tí. Dẫn đến cái việc là khi mà mình chạy chiếc xe này khoảng 20 cho đến 30 phút thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ nóng ở phần bắp chân. Và tất nhiên thì là do cả thời tiết Hà Nội và thời điểm hiện tại nữa thì cũng đang là mùa hè, cũng đã rất là nóng sẵn rồi. Có thể mùa đông thì nó sẽ đỡ hơn một chút, nhưng mà so với cái cảm nhận của mình về cái lượng nhiệt nó tỏa ra ấy, thì có thể là đến mùa đông thì các bạn vẫn sẽ cảm thấy nó nóng nóng ấy, chứ không cảm giác là ấm ấm đâu. Rồi thêm nữa là cái bình xăng cũng hơi nhỏ nên là cái quãng đường đi của mình cũng sẽ không được lớn cho lắm. Mà mình nghĩ rằng đây không hẳn là nhược điểm mà là nó là một cái đặc điểm gọi là phù hợp với cái mục đích của xe. Đây là một chiếc xe được sinh ra để chạy kiểng, chạy cho nó đẹp dai để chạy trong phố thôi, chứ nó không được sinh ra để thực hiện những cái chuyến tour dài, những cái chuyến tour khoảng 200-300 cây thì nó không có. Thật ra nếu mà đi thì cũng được thôi, nhưng mà chắc là sẽ hơi mỏi người với cả phải đổ xăng nhiều lần, nó hơi bất tiện. Sau khoảng hơn một ngày trải nghiệm cùng với cả chiếc Harley Davidson 48 này thì mình thấy rằng là thực sự có một cái điều gì đó đặc biệt khi mà chạy một chiếc xe Harley. Nó có một cái gì đó nét đó riêng, nó không phải là một chiếc xe quá nhiều công nghệ đâu. Nó chỉ là một chiếc xe đem lại chúng ta một cái trải nghiệm lái phải nói là rất sướng, đầm, chắc chắn, ổn định, mượt mà. Vẫn sẽ có được cái sự phấn khích đến từ những cái giải vòng tua đầu và cái sự phấn khích đến từ cái tiếng máy, tiếng pô rất đặc trưng của Harley. Thiết kế của nó cũng là một thiết kế trẻ trung, hợp mắt với những người trẻ như mình. Ngoài ra thì sức mạnh không quá lớn, cộng thêm nữa là kích thước cũng gọi là vừa đủ, hợp với dân châu Á. Nên mình nghĩ rằng chiếc xe này thực sự phù hợp cho những ai muốn dấn chân vào thế giới của Harley Davidson. Cái điểm trừ khi mà trải nghiệm chiếc xe này thì chủ yếu đến từ nhiệt độ thôi, nó hơi nóng một chút. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chạy vào mùa đông hay thì chúng ta chạy quen rồi thì cũng không phải vấn đề gì đó quá lớn. Với mức giá là khoảng 470 triệu thì mình nghĩ rằng là Harley Davidson 48 này là một mẫu xe đáng để chúng ta quan tâm. Không cần phải nói đến cái thương hiệu Harley đâu, chỉ cần về cái cảm giác chạy thôi cũng đã rất là đã, rất là sướng rồi. Và mặc dù là chiếc xe này thì có thể nó sẽ không thể hiện được toàn bộ cái chất của Harley Davidson, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cái giới xe này. Và đó là những cái trải nghiệm của đường hai chiều với chiếc 48 trong khoảng hơn một ngày vừa qua. Và tất nhiên là thời gian trải nghiệm cũng rất là ngắn, nên là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái điểm nổi bật trong cái quá trình chạy của mình vậy thôi. Và chắc chắn là để nói về Harley Davidson thì còn rất nhiều thứ khác để nói và cần nhiều thời gian hơn nữa. Vậy nên các bạn nghĩ gì về chiếc xe này và các bạn muốn đóng góp thêm gì vào phần review của mình thì đừng ngần ngại, hãy để lại comment ngay phía bên dưới nhá. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho đường hai chiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.